Xin chào các bạn buổi sáng nha. Chúc các bạn một ngày mới thật là an lành, thật là vui tươi. Thì hôm nay khu vườn của mình nó như thế này nè các bạn. Có nhiều hoa. Buổi sáng thì chim hót quá trời luôn các bạn. Cái vòi hoa này nó nở quá trời luôn, hơn 20 bông. Còn ở đây thì có nụ lấm tấm nè các bạn. Đây, hôm nay muốn khoe với cái mọi người cái này đây nè. Thành quả của vợ chồng mình nữa các bạn. Đó, đây là 4 dây bầu. Thì mình trồng bầu này là bầu hồ lô cho nó đẹp đó các bạn. Và bầu hồ lô thì vẫn ăn được nha. Ăn thì vẫn ngon ngọt, giống như những cái bầu kia. Hôm nay nó đã leo qua cái vàng này nè. Như mấy cái ngọn đó, nó lớn nhanh lắm các bạn. Nó lớn nhanh và bò nhanh lắm. Để cho nó bò qua luôn. Thì coi như là mình để cho nó bò tới đâu thì hay tới đó mà. Chứ bây giờ mình cũng không có thể nào mà quy hoạch được cái chỗ cho nó bò nữa. Nó có lá nào lá nấy nè. To nè, bàn tay của mình nè. To gấp mấy lần bàn tay của mình luôn. Mình thì đi làm ban ngày, chồng mình thì bán cà phê, và tới tối sau 10 giờ tối thì anh mới về nhà. Và khi mà về nhà rồi thì anh chăm sóc nó các bạn. Nói chung là rất là thương nó, không có bỏ. Còn bên này là hai dây mướp nè, một dây mướp khía và một dây mướp hương nè. Bên này là mướp khía nè các bạn, lá cũng to ghê. Ở đây là mướp hương nè. Cái lá của mướp hương á thì mình có thể hái để mà bọc thịt để mà nấu canh được đó các bạn. Còn lá của mướp khía thì mình chưa ăn bao giờ, mình chưa biết. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng ăn được luôn á bạn. Bạn nhìn thấy cái đọt của nó nè, trời thấy thương dễ sợ không? Thì hôm nay nó cũng bò rồi. Nó cũng bắt đầu bò qua vàng rồi. Thì chồng mình có làm mấy cái đường dây gân á cho nó bắt đầu cho nó leo đó bạn. Đây, hôm qua đi làm về tối lắm, hơn 10 giờ mới về tới nhà luôn. Mà mấy cái cây bí này nè, nó đã lớn rồi. Cây bí này thì bằng cái tuổi của cái cây bí mà hôm bữa mình trồng trước quán bí ngô. Xong hôm bữa giờ cứ bỏ nó vô trong cái hũ nhỏ vậy đó, rồi tưới nước thôi. Thì tối hôm qua đi về là tối lắm, khuya lắm, nhưng mà anh vẫn cố gắng tranh thủ để trồng hai cây bí này xuống. Sợ trong cái chậu nhỏ thì nó mất sức các bạn. Đây, cây nguyệt quế nè. Còn ở đây là rau dền nè. Tụi mình đang cố tình để già để ra lấy giống các bạn, để dành cơm. Đây, hoa 10 giờ đó bạn. Nếu mà quay vào buổi trưa thì nó sẽ nở. Sẽ nở rất là tươi, rất là đẹp luôn. Bên này cũng hoa 10 giờ luôn ha. Nó rất dễ trồng các bạn. Bữa mình có cái video hướng dẫn trồng á. Nếu bạn nào mà có theo dõi thì vào xem để biết cách trồng nha. Này, cây ổi của mình đây. Kệ nó các bạn, cứ trồng cho chơi cho vui vậy đó. Chứ thật ra thì nhà mình cũng không có ăn nhiều, cũng không có ăn nữa. Đây, khu vườn nhà mình mùa mưa tới rồi các bạn. Thì cái ý tưởng của ông xã mình á là mai mốt á đi với cái vàng này nè hả, là sẽ có trái lồng thòng xuống. Nhà khu vườn hôm nay thì có trái rồi các bạn. Đây là trái sabo che đó. Đây thì đây để mình coi trái sabo che nè các bạn. Đó, nó to hơn ngón tay cái mình rồi, thấy không? Và bắt đầu nó nở bông nữa nè. Đó, bắt đầu có bông nữa rồi nè. Nó sẽ có bông và có trái quanh năm nha. Cái cây sabo che này là rất là dễ thương. Đó, thì hôm trước mình mua là cái cây đã sẵn rồi, về thì nó cũng có bông vài đợt, xong rồi nó mới đậu được các bạn.
Đây, cây khế hôm nay cũng có bông luôn rồi. Bông cây khế nè. Mình nghe nói là bông cây khế khi mà bị ho lấy uống. Đây nè, hy vọng là nó sẽ đậu trái các bạn. Nó có bông rồi. Còn ở đây là bông sao nhái. Bông sao nhái các bạn. Bữa sáng tốt nhất là đi ra vườn, các bạn nghe được tiếng chim hót. Các bạn nghe không? Tiếng nước chảy. Nước chảy thì là do máy bơm của cái máy bơm người ta nuôi tôm công nghiệp đó các bạn. Đây có hoa của măng cầu đó các bạn. Hoa của măng cầu. Hồi trước giờ thì mình trồng cái này chỉ có được có một trái măng cầu thôi. Và ăn thì nó ngon tuyệt vời luôn nha. Đó. Đây là mấy cái mấy hoa lan mà chồng mình đem về nè các bạn. Thỉnh thoảng thì có được cái bông hoa lan như thế này, ngắn và rất là thơm các bạn. Đây là chiếc thuyền tình yêu. Trời cũng mới vừa sáng, bây giờ là 6 giờ. Mẹ con mình chuẩn bị ra khỏi nhà đấy các bạn. Ở trên là vàng nho, bữa mình cắt bớt đi đấy các bạn. Để nó sẽ che hết nắng của hoa lan á. Cho nên là mình cắt bớt đi. Đây nè, mấy cái hoa mà lan của anh nè, anh sợ là không có thời gian trồng vô á, anh để lên trên đây, anh máng lên trên đây mà hoa nở đã bạn, quá trời luôn. Đây nè, nó mọc rễ nè. Đó, mọc rễ nè. Hồi đó mình tưởng nó đã chết rồi chứ, còn dưới đây là rau bồ ngót. Cũng sắp nấu được nồi canh nữa rồi á. Ở đây á, thì là lan kiếm nè. Anh chưa có chỗ để trồng nè, chưa có thời gian bỏ ra chậu lớn nè. Bên này cũng vậy luôn bạn, lan kiếm quá trời luôn. Thôi thôi bây giờ sắp tới giờ đi làm rồi nha. Bây giờ mẹ con mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.